Mấy cả cái em kìa, phao cu. Phao cu cơ à? Ấy. Ừ. Kiểu bộ vào. Đúng ai gọi là cụ vậy ạ? Đấy chưa? Nuôi bò này khá là nhiều thịt nha mọi người nhá. Đấy, thịt nó khá là đấy đấy, đây này. Thấy chưa? Ngon lắm. Đấy, bò hơi bị ngon đấy, không phải vậy. Thế rồi, thế rồi, thế rồi. Miếng nữa. Hả? Ui giời. Nào, cái gì? Một cái dâu, mỗi anh em một cái dâu. Phao câu gì, phao câu trước gì? Đây, bỏ hoi không? Có. Bỏ cái hoi đi nhá. Bỏ cái hoi đi. Anh em mình không ăn được cái hoi hoi này đâu. Nhiều người thích ăn cái đấy lắm. Nhiều người không có cái hoi này lại không ăn phao câu. À, cái này là cái sát đấy. À, hả? Cái này là cái làm đẹp cho con gà đấy. Chiu. Đấy. Đấy, hai cái bảng mông mới ngon. Đấy. À. Ok. Nào, dâu gì? Hai cái dâu. Đây là hai dâu bạch tuộc cho mọi người nhá. Cắt sờ một cái này. Úi, sủi xuống sụp rồi. Cắt hai miếng này. Sờ. Rồi, thêm miếng nữa đi. Đấy, rồi. À, còn đây là cá hồi. Cá hồi phải dùng ăn luôn anh ạ. Cá hồi dùng ăn luôn à? Dùng ăn luôn. Thế thì phải làm một miếng bằng bằng nhá. Đấy, mày cầm đũa. Đấy. Rồi. Ui, cá hồi sắp dụng rồi, ui. Phải cho ra cái đĩa đi. Được, tí nữa. Lúc nào dụng phát biết ngay. Ui, dụng luôn. Ui, nhiều phí quá. Cá hồi ăn nó phải tươi tươi tí mọi người. Tại vì ở mình không có cá hồi tươi cho nên là mình phải dụng mua rồi. Cá hồi. Chỉ mất miếng cá hồi rồi. Cá hồi gì đấy. Rồi, ok. À, để ăn đàng hoàng tử tế. Ấy, múc ít cho nước chua vào đây để chấm. Không cần chanh tại vì cái nước này nó đã chua lắm rồi. Cho em xin một cái bát. Đây. Đây. Cá hồi của em dụng mất rồi. Cá hồi này ăn thế này này. Ấy. Thêm miếng. Rồi. Cá hồi ăn nó phải thế này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mất hết vị cá hồi. Chua quá. Lầm. Vẫn ngon, cá hồi vẫn ngon. Hơi chua tí nhưng mà những cái gì ăn với chua là hợp nhỉ? Bò. Đúng rồi, người ta ăn trâu lá lồm, mình ăn bò khế. Ý. Chưa, lấy đây của mình cá hồi với em. Được. Anh chẳng tôi mất rồi. Cá hồi nó phải kia. Đây, ăn miếng bò trước đi ạ. Đây, ngon đấy. Đây là món bò lẩu chua nhé. Đuôi bò. Bò lẩu siêu chua. Đuôi bò nhúng khế. Ngon lắm. Đuôi bò hợp nhất à? Ngon lắm mọi người. Không biết bạch tuộc với gà thế nào. Món này ngon đấy. Nhưng mà đuôi bò ok. À? Không biết bạch tuộc chín thế nào. Thôi để cho nó chín hẳn. Cái nước của nó rất là sột sệt nhá mọi người nhá. Tại vì nó không phải là nước, nó không phải là nước thường mà nó là nước từ quả khế ra. Thế nên là nó đặc. Mình chỉ sợ nó cháy nồi thôi. Mình sẽ để ý làm sao nó không cháy nồi. Mình thích ăn cái đuôi bò trong cái lẩu khế chua này mọi người ạ. Còn mình rất là ngon. Mình thích ăn cá hồi nhưng mà cá hồi nó hơi đóng đá một chút. Mình sẽ thái ra. Đang chút chút. Là đợi tí nữa nó sẽ gọi là hết cái phần đóng đá đi á, mình ăn sống. Ngon lắm. Ăn nhúng một tí á. Nó phải hết lạnh đi á. Đây có một miếng thịt gà này. Thịt gà chín chưa? Chín rồi. Đấy. Đuôi bò vẫn là ngon. Mình phải thử một miếng thịt gà. Chấm á. Không biết cái này chín chưa? Chưa, nó phải đỏ lêu cơ. Hả? Đỏ cơ. Nhưng mà sợ nó dính chua nó không đỏ được không? Mọi người đã ăn kiểu lẩu như anh em mình bao giờ chưa? Siêu chua luôn nhá. Không có cái gì ở chua này cấp độ 10 luôn. Nhưng mà chua nó dễ ăn hơn cay. Tại vì cay thì nó vào miệng là nó rát mồm. Còn chua thì nó chỉ đấy thôi. Tôi gà ngon anh ạ. Giả dụ nhá,
Ngon á? Giả dụ như mọi người thấy mình cắn một miếng khế này, kiểu gì mọi người cũng thèm rất dãi. Kiểu gì mọi người cũng rung mình đúng không? Anh cho em xin mấy miếng khế sống. Đâu vào đấy. Ngon không? Giòn à? Tuyệt vời. Bạch tuộc giòn à? Mọi người biết tại sao không? Bây giờ mình không, hiểu rồi. Không, khế sống của bác của em ăn sống à? Vẫn không thịt chua mà ăn sống. Nhưng mà thịt ăn sống hơn. Khi mà cái thịt mà con bạch tuộc nó vào nồi lẩu của anh em mình, tức là cái bao giờ cũng thế nha, tất cả mọi thứ đều cái chua ấy, nó sẽ tạo cái độ giòn cực kỳ giòn cho cái thực phẩm của mình. Thế nên là khế này nó tạo cái độ giòn đấy, giòn sật luôn. Bình thường bạch tuộc thì nó đã giòn rồi, nhưng mà bạch tuộc của anh em ở mình mua ở trên này thì nó đóng đá mất rồi, nó không được giòn như ở dưới kia đâu hết rồi. Đây đây, để ăn thử xem. Em miếng anh chan em tìm muối vào bát em này. Đấy rồi đấy, giòn cực luôn. Đấy, đấy. Làm chưa, mình sẽ cho mọi người xem một quả khúc lúc luôn. Ấy hề phải thế. Đấy, thấy chưa, thấy giòn chưa, giòn cực kỳ luôn. Đây mày ăn nhai chưa đủ độ giòn của nó. Đưa đây. Đây. Cái này nó giòn giòn theo kiểu giòn giòn. Em thích nhất cái đuôi bò cơ. Mẹ cả. Tuyệt vời. Đây này. Cá hồi nấu chua. Cá nấu chua là đúng vị đấy. Không. Đây đây. Quả này mới là quả chất chơi này. Ấy. Ôi giời ơi. Nở luôn. Ừ, nó nở này. Thấy chưa? Nó cực quậy á. Đặc như kiểu là mọi người đã ăn lẩu cháo bao giờ chưa? Anh em mình ăn rồi biết nó đặc như kiểu lẩu cháo ấy. Nó sệt đấy. Ấy. Phê lắm. Ấy. Ngon lắm. Chuẩn bị nở ra. Cứ để nó đấy. đợi tí nữa. Ông bắt đầu thấy thơm nha. Anh phải nấu rất lâu rồi cho nó quặn lại luôn. Ngon. Đấy. Miếng cá hồi của mình đã được rồi nhá mọi người nhá. Ăn thế nữa. Ôi không được. Thiếu một thứ nữa. Đây là lá cây xà lách nhá mọi người nhá. Đó là loại lá cây ăn sống đấy. Đây là cây rau bao. Đấy kiểu nó như thế đấy. Ăn sống được mà. Ui, to hơn. To làm gì? Ê, trời ơi. Ui, ăn được không anh ơi? Ui. To quá. Phải rửa đi chứ. Đi ăn mang đi rửa nhé. Ui. Cây nhà lá vườn mọi người ạ. Lá thì không phải rửa đâu, nhưng mà củ vẫn phải rửa. Cái này là cá hồi quấn rau sống nhá mọi người nhá. Rất là tuyệt vời. Hết ý luôn. Ui. Đây. Ui. Wow. Ấy. Mọi người thấy chưa? Wow. Cụ đang khoanh chân, cụ đi chân lạnh toát rồi. À. Mình sẽ cho thêm đuôi bò vào trong lúc đợi Mao đệ đệ rửa. Đuôi bò càng đinh càng hầm càng giòn càng ngon. Đấy, càng giòn càng gì nhỉ? Nói chung là úi giời, càng hầm nó càng ngon. Mềm. Ê, thái ra chứ. Thế. Rồi đấy, tìm này. Rồi sạch chưa? Sạch xanh rồi. Úi giời. Phải đuôi bò. Ăn lẩu là phải như thế này. Ngon chưa, ngọt nước. Đấy. Ui, cái này nó quặn mình thích nhỉ. Đấy. Thì những cái miếng to như thế này tí nữa ninh nó hầm mà nó nhừ ra ấy. Ăn rất là tuyệt vời nha mọi người nhé. Đặc biệt lại còn là siêu chua nữa thì
quá tuyệt vời luôn. Ui, có câu của em này. Có câu của em này. Có câu gà. Cắn vào lưỡi. Tuyệt vời không? Thật ra khi mà ăn lẩu với lại khế chua này, tức là khi mình nấu nó lên ấy, thì hình như là cái độ chua nó giảm đi. Thế nên là ăn khá là ngon mọi người ạ. Nó không đến mức chua như kiểu mình ăn sống đâu. Ôi, tí nhất mất. Chua như kiểu ăn sống thì mình sẽ không ăn được nhiều, nó chua gắt ấy. Còn khi nấu lên nó sẽ thành một cái vị chua kiểu khác. Rất là ngon, như giống như kiểu mẻ mình đấy ấy. Giống như kiểu mẻ mình nấu lên ấy, cũng rất là ngon nhá. Yeah. Ok chưa? Tuyệt vời không? Tuyệt vời giống mặt trời luôn. Con bạch tuộc chín chưa? Chưa. Còn sớm anh cứ để cho nó săn đi. Nơi mà chưa chín á? Chưa, bây giờ chín. Ấy, thấy chưa? Co lại ác, bạch tuộc co lại ác luôn. Ấy da, chà. Nó nở đuôi ra to nhờ? Bỏng ạ. Hình như chưa chín thật. Chưa chín mà. Chưa chín thật. Rồi bây giờ khoảng đuôi bò là nhanh chín nhất, mọi người biết tại sao? Tại vì khi người ta khò về kia, ui. Đây. Xương. Xương nợn. Cho em một khúc. Đấy, xương nợn thì chắc chắn là chín rồi nhá. À, trong lúc đợi đuôi bò với mấy cái này là mình sẽ ăn xương lợn trước. Sụn đấy. Chuẩn đấy. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Mình cũng không ngờ là lẩu khế là ăn nó lại ngon thế này. Nó chua. Phê. Nó đặc trật luôn nhá. Nấu không để ý là nó sẽ bị cháy ở dưới nồi. Mà nó rất nhanh tôi nhá mọi người nhá. Nghe tần bọt, ít nước anh nhỉ. Ừ, nó kiểu như nó sột sệt nhưng nó không phải nước mà nó cũng không phải là kia ấy. Cái nước khế ấy. Thế là nó cứ sột sệt thế thôi. Như kiểu lẩu cháo ấy. Hôm nào lại làm tiếp món lẩu cháo cho mọi người xem. Ăn phê lắm lẩu cháo ấy. Đặc biệt là lẩu cháo lòng. Ở dưới Hà Nội ngày xưa mình được đi ăn lẩu cháo lòng. Má đại ca, anh cắt khúc cái con kia ra đi. Con gì? Con cá hồi ấy. À, cá hồi đây. Anh ấy cắt khúc ấy, nó đỡ bị tan. Cứ ăn từ từ, bình tĩnh. Mình có gì ngoài thời gian đâu. Nào, cá hôi mình thích ăn kiểu gì? Em thích ăn khúc ấy. Khúc à? Uầy, bắt đầu nó tan đá nó mềm. Khúc bằng hai ngón tay thôi. Đấy. Nào, hai ngón tay à? Khúc luôn chứ không phải khúc. Lát cái gì. Đấy. Cá hồi này đặc biệt béo. Cá hồi này là cá hồi Sapa đấy nhá, không phải là cá hồi Na Uy như lúc nãy mình bảo đâu. Cá hồi Sapa thì miếng nó nhỏ hơn và nó đấy hơn, thịt nó ngon hơn là cá hồi ở đâu nhỉ? Ở nước ngoài. Ở nước ngoài về chuyển về thì nó mất thời gian hơn. Thế nên là cá hồi Sapa vẫn là đỉnh cao mọi người. Anh chắc có đi tứ gì cả. Không được gì. Mặt em rồi. Rồi tiếp tục cuộc chiến của anh em mình. Ôi quên mất, thiếu bia. Thôi được, hôm nay để thưởng thức cái món. Ui, cháy thật cũng. Tại vì nó đặc quá. Này, cái nước của nó bây giờ càng đun thì nó lại càng đặc nhá mọi người nhá. Càng đặc. Càng đun nó lại càng đặc. Đấy. Dạ. Ây dạ. Chưa chín đâu. Chín rồi. Anh ăn cảm nhận mà xem. Chín rồi. Thấy chưa? Chưa chín à. Đấy ca. Chín rồi. Chín rồi. Chờ tí ra chín hẳn. Mọi người ạ. Thế tức là chưa chín cái gì? Chín rồi, chờ tí cho nó chín hẳn. Nhưng mà hải sản nó ăn cái được nhưng mình sẽ ăn chín luôn. Cá hồi nhá mọi người nhá. Đấy. Mọi người ăn hay ăn canh cá chua chưa? Thế nên mình thích ăn món cá hồi này. Cá hồi nấu chua này. Tuyệt vời. Đây. Ở trong nó đấy nhá. Đây phải mổ ra cho mọi người xem thì mới thấy được cái độ ngon của nó như thế nào. Đấy. Đó này. Ý, ở trong nó
Nó bắt đầu chín tới với kia nhá. Wow, đấy thấy chưa? Ngon. Nó hết cái lạnh đi rồi ấy. Ngọt lắm. Ngon. Tuyệt vời luôn. Lật nó lên. Ngon quá. Nào nó chuyển đến màu đỏ lều ấy. Hôm nào mình sẽ thử món lẩu mẻ để xem cái độ chua với lại kia nó có ngon như khế không. Khế thì nó ngon, nó không bị kiểu gắt. Chua gắt. Đó. Cái cá hồi, tuyệt vời. Đúng rồi. Đó. Cái súp này nấu lâu nấu ngấm té chua họng quá đấy. Đấy, ong thấy mùi kiểu nó mùi khế, nó mùi hương hương ấy, ong nó đến. Quá tuyệt vời. Thêm mà tí gà nữa không mọi người? Mình nghĩ là nướng cả con vào đi. Hay cho cả con hay cả đuôi vào nhỉ? Cho hai cái đuôi vào. Úi giời. Hai cái măng cắn ngực. Cắn ngực cái gì? Vâng. Đấy, gà nhà mình nha, đây là gà di. Nó chỉ to hơn vốc tay một tí thôi. Nó chỉ độ tầm cân mốt thôi. Đấy, gà di đặc biệt luôn đấy. Gà này á, ở dưới Hà Nội không bao giờ có. Tại vì gà di người ta không bán, tại vì lợi nhuận kinh tế nó sẽ ít. Mọi người nhìn thấy con gà nhỏ nhỏ, mọi người sẽ không bao giờ muốn mua. Nhưng mà nó mới là gà ngon. Anh ơi. Ăn thêm cả cá, cả kia mà chua. Đây răng. Đây này, nó ngấm vào lẩu già lá rau. Lẩu già. Chua lắm cũng ăn được. Bây giờ bắt đầu nó mới chua. Lèo cho lét. Bây giờ bắt đầu mới chua ác mọi người, nó càng cô lại nó càng chua nhá. Mà càng ninh nó càng bây chua. Bây giờ nó ngấm kinh điển luôn. Ngấm vẫn ngon. Chỗ lèo cho lét à. Đúng thế thôi, ăn chua nó rát, khá là rát cổ họng đấy. Nhưng mà sau nó sẽ không bị ho nữa. Cá hồi đúng không, rất ngon. Đấy, ăn da này, ăn con bò này. Ba vì con bò vàng. Một con bò chết cả làng ăn hương. Ngon lắm. Một con bò chết cả làng liên hoan mọi người. Ngày xưa hay có câu đấy. Nhưng mà bây giờ ba vì lắm bò sữa rồi. Cảnh mọi người đi qua Ba Vì có thể vào ghé vào quán sữa của anh em mình, thôn Cẩm Phương, xã Thần Vinh, Ba Vì, Hà Nội nhé. Vào đấy uống sữa tươi, sữa cô gái Ba Vì. Mua sữa làm quả. Bọc. Đùi bò hợp nhất với cái món này nhá mọi người á, với chua á. Đẳng cấp luôn á. Là hợp nhất. Với cái đuôi bò vào với chua nó như kiểu ninh. Nó càng thêm giòn. Như kiểu giả cầy ấy nhỉ, nó giòn hơn. Tất cả những vị chua nhảy làm xuống cái mồm. Giờ làm cho cái thực phẩm của mình nó giòn lên mọi người. Giờ đến phần bạch tuộc. Trứng hả? Ủa? Thì chín chân lâu đâu mà là bóng. Ai bảo chưa chín. Hả? Ai bảo chưa chín. Đẹp. Ai bảo chưa chín. Chín quá chứ không. Ấy, thấy chưa? Chín hết rồi. Chín hết rồi nhá. Em thử em cho chín nha nha. Chín hết rồi. Tao nghĩ thế. Ui, cái nước đó. Thế thôi, ăn đến đâu cắt đến đấy. Ăn lẩu à. Mọi người hãy thử một lần ăn lẩu như anh em mình đi. Hòa mình vào thiên nhiên đi. Chín rồi mọi người. Nhưng em vẫn thích ăn chín hơn một tí nữa cơ. Bảo quá.
thử một lần hòa mình vào thiên nhiên và ăn lẩu như thế này nó rất là vui nhá mọi người ấy. Nó kiểu như nó cái không khí nó đã thoáng mát, nó đã đấy rồi. Những vườn nhà mình đáng lẽ ra mình sẽ ra vườn rau ở trên kia, nhưng vườn rau trên kia chưa lớn lắm.